Có một chiếc xe như là giao yến ở cái nhà chị giám đốc công ty yến tới nha, chị qua tới à. Cái trái không bị lắm cả nhà, mắm hành, con cái mắm hành à, từ từ anh tránh thôi à. Ồ, một chiếc xe 7 chỗ luôn, chở cơm trái mắm hành ha, cơm trái rong biển nữa nha. Chị này chị khỏe nha. Rồi, cơm trái trong biển, cơm trái mắm hành. Giao hàng bằng xe 7 chỗ luôn ở nhà. Chị chủ này chị đẹp gái hay không chú anh chị? Chị khỏe ghê không? Bên trong có rất là nhiều hàng đâu chứ anh chị. Chú Chánh thì thấy đang đóng thùng hàng để cho bưu điện á cả nhà. Chị chủ xe cầm trái trong biển mắm hành chỉ giao xong rồi chỉ về cả nhà. Đó, chị rất là dễ thương luôn, thân thiện luôn đó chứ anh chị. Nhà chị có chị khán giả chị ở trên Củ Chi xuống chị mua ủng hộ ngon đó nha. Chị hay hôm qua chị mới ghé mua đồ cúng cho chú Năm hôm qua, rồi mua đồ ủng hộ cho Út Mớm, cái về mấy đứa cháu thấy ngon quá ăn hết trơn, bữa nay ghé tiếp tục mua nữa không chú anh chị, thương ghê cả nhà. Chị cũng là một fan cứng của chú Năm với cô Huệ với ông ngoại nè, thường hay mua đồ xuống cúng chú Năm, cúng cô Huệ và ông ngoại với lại mộ bác đứa con nữa cả nhà, đây là chị Nga ha. Trước tụi em ở trên mộ thì chị rất là hay mua lên mộ á, rồi cái cúng. Giờ tụi em về đây với chị cũng về đây cả nhà. Chị nha, chị rất là hiền, rất là dễ thương luôn. Chị đi với em trai của chị. Út Phi không chạy đâu, chị đi gặp em. Dạ. Hôm qua chị có lên rồi mà không thấy mấy em. Mấy em lên mộ hết rồi. Rồi giờ đi qua bên quận 8 á, cũng qua chị mình đi. Rồi chị ghé ba chị mua. Ờ ba chị với là cô với là bác hai bển. Dạ. Cái bển hôm qua có thắp nhang cho chú Năm rồi. Rồi giờ nó đòi ăn nè, đi mua cô bò cho nó. Cảm ơn mua về nó là ăn ngon quá. Thế nói đi để ghé mua thêm cho ăn. Dạ, trời ơi. Ăn gửi cho cô bánh ướt thì sao? Giờ gửi sao ta? Cứ nhà cậu gửi, không? Gửi hồng lon được không? Dạ. Hả? Gửi hồng lon. Gửi hồng lon hả? Dạ. Mình gửi shop đi, cái mai cô tới ấy. À. Trời, cổ chỉ mua tặng cho cô bánh ướt cho dầu ăn ở nhà. Trời ơi, hai cháu vừa ăn luôn. Thấy thương ghê không? Quà của cô bánh ướt.
mua cái chai nhỏ xíu đó kém lắm nữa. Dạ. Rồi cắt chả cho cháu chị ăn nữa. Ừ. Chị mua hai hộp, chị tính đợi người tài với lợi em lợi rồi chị đưa. Rồi không thấy lợi luôn, khóc đi nha. Trời ơi, chị gửi quà cho cô bánh ướt nữa nha. Em mới gửi Hồng Loan đi ngày mai cô tới rồi cái. Dạ. À, vậy giờ mình đi hả chị? À, giờ đi luôn mua đồ cúng bỏ một chỗ đó kìa. Dạ. Dạ chỗ đó. Dạ. Bỏ chị tới mua thảm. À, chị nói đem về cho chị với quê bỏ phụ đám ma cho má chị đó. Dạ. Rồi cái gọi không được cái xong rồi chị mua cái này là đem về quê cho. Dạ, rồi rồi. Đi đi nha. Dạ. Đợi lâu lâu cái nhớ cái lên gặp tài tài đâu. Nó này đâu có lên không? Nó không lên hả? Dạ. Nói chị nghe nói khỏe nha, bữa nay lễ Noel Út Tiên. Dạ trời, chúc anh chị sức khỏe nha. Ừ. Trời ơi, lâu lắm mới gặp luôn á. Vậy chị nói đi ở đây nè, đó chị đi ông bà Chiểu hôm nay chở má chị đi mà chị đâu biết nhà chú Năm ở đây đâu, cũng đây vừa băng qua cái là tới rồi. Vậy là bữa nay là lần thứ hai tới hả? Lần thứ ba. Ờ thứ ba. Tại ngày hôm qua đi lần thứ hai rồi, bữa nay cũng chị ghé luôn. Nói xẹt qua đây gần sập mà đi Lăng Ông Bà Chiểu đi đường bên đó cái là quẹo qua đây là tới rồi mà đâu có biết. À, rồi, bây giờ mình về đâu chị? Chị đi quận 8. Hành Đông. Bây giờ chị đi ấy. Nhưng mà bây giờ đó chị về Hành Đông hay là đâu? Bây giờ đi cúng ba bên quận 8. Đi qua quận 8 cúng ba. Về Hành Đông tại vì má cúng cơm hôm nay rồi. Dạ. Em ở trên Bình Phước với ông anh. Đó, rồi giờ chị đây. Dạ, rồi, đường. Về nha, khỏe nha. Dạ, rồi, dạ, dạ, dạ chúc anh chị đi vui vẻ nha. Vui vẻ nha, tại điện trả anh chậm. Ngủ chị, cái này về đây ngủ dữ lắm. Ngủ hả? Ừ. Không có đi sớm. Thấy quay ông ngoại lau mộ hai người đó, chỉ có nắng sưng với lau mộ mình mới thấy được mộ ông ngoại thôi. À, bộ ông ngoại tìm lên thấy làm đẹp quá. Gì? À, chị? Đẹp quá. Không, qua chị dưới đây nè. Đi đó cũng cơm cho má. Ồ, nhanh quá hả chị? Ừ. Trời. Em nhớ hồi bữa tụi em ở chợ chị nói má mới mất một tuần hay gì đó xuống. Mà bữa nay là ở nhà cúng cơm rồi không? Đi sáng rồi sáng cúng xong rồi nó đi. Rồi xong rồi á là trưa về cúng chiều cúng ngày qua cúng đi về tới chiều kẹt xe quá trời luôn đi khúc cái đường ngay chỗ sân bay nè. Chị đi chảy không? Về chảy không? Chảy hai xóm mà kẹt xe Noel đó phải không? 4 giờ cái giờ chán không. Giờ đó là người ta ra ca, đi làm ra ca rồi đó. Rồi bây giờ chị coi chị thấy lên mộ rồi ghé chú Tiểu qua Duyên ăn cơm rồi dạ. Nó vui quá trời luôn. Hôm qua tụi em đang ở trên mộ cái anh Lưng ảnh điện nè, nó trời bây giờ đang ở trên mộ lúc đó là mới rồi, đi vô chú Tiểu về đó. Cô ghé em cho gạo quá mừng quá. Nghe bả chị. Rồi không có ghé. À, bữa nào ví dụ mà em có đi lên cảnh đó, dạ. Cho chị gửi 200 ngàn cho cô ghé em. Chắc cô ghé em hả trời. Dạ chắc cũng giờ tới Tết chắc cũng còn lên chợ có để có dịp em sẽ à, mình mua cái gì cho cổ hả chị ha? Mua gì cho cổ đi trời luôn á nhà. Dạ trời ơi em cảm ơn chị nha, thay mặt cô gái cảm ơn chị. Hồi qua nè Nhi rồi nè cũng thấy cổ thấy thương quá cái cũng cho thấy cho gạo mà thấy quá mừng quá muốn khóc luôn. Khóc với chị mà mua hỏi tụi em ăn dưa lưới không, nó thôi để cúng mẹ cái cô nói vậy nè đâu có nhang đâu. Hên lúc đó là tụi em còn một bó nhang, bó nhang đem lên á còn một bó nguyên luôn cái đem vô tặng cho cô luôn để cô thắp hương cho mẹ Phật mẫu đó. Trời ơi luôn á chị. Ở hôm qua chị nói là thôi đi mày có ghé ta mua kiếm bánh mì nóng mua cúng cho chú Năm. Chị hả? Chị nằm mơ chưa thấy chú Năm uống bia với bánh mì hả? Ăn bánh mì không vậy đó. Chị nghe. Chị nghe. Chị hay cúng mộ bác Tư Còn rồi đó Nhi. Cô quệ rồi đó. Rồi mua hộp phô mai cúng chú Năm thề mà uống bia với bánh mì hả? Ăn bánh mì không. Trời ơi thấy thương vậy. Ngồi cái bàn đi nóc ăn ha. Xong rồi cái chị nói sao bữa nay sao chú ăn bánh mì không à, chú ăn vậy trời chú Năm đơn giản lâu chưa chị, lâu chưa mấy ngày à là chị thấy cái chị xuống này chị cúng chú Năm đó em nè nó đi ở trên Bình Phước dạ. Nó về nó mới chở đi được dạ. Còn ở nhà cúng cơm cho má đâu có đi được đâu dạ. Chị biết đường đi ở đây rồi nhưng mà đi xe đạp thì nó hơi lâu chút thôi dạ. Vậy là thấy cậu Năm về ngồi cái bàn đá ngồi cái bàn inox uống bia bánh mì không inox ở đâu thì không biết ở đâu nhưng mà cái mình thấy ăn đơn giản vậy đó à.
Dạ cái mình á. Ủa sao bữa nay chú uống mì thông với uống chị Nga chị hay nằm mơ thấy hồi lúc chú thấy cô Huệ nữa, cô Huệ ăn chè. Một lần bữa nay chú vô lên một lần là lâu lắm rồi đó nha, mới thấy đó nha. Rồi. Mình nói cái dí là chắc mình lâu quá mình có lên mộ từng dạ. Bữa mà lên từng đó lên là mẹ chị nói là mẹ chị mới từng á mắc từng đó dạ. Là tới giờ đâu lên mộ đâu dạ. rồi đi về Thành Đông là cúng cơm tới giờ luôn mà không có đi đậu hết trơn hết đó dạ. Em lại nằm mơ thấy chú nào cái chạy lên cúng chú nào thấy lần một không mấy ngày à? Mới mấy ngày đó chị lên đây xong rồi thấy cái nhà lỡ động nó lên đây tại anh em nó đi về chị lên chị cúng chú Năm xong rồi cái chị mua đồ về cho cháu ăn thấy ngon quá kêu mua nữa bữa nay chị lên chị mua ủng hộ Hồn Loan nữa đó mua cho nó ăn hủ nữa về chi khô bò nó ăn nó là nhức nách nhức dạ trời nhức nách luôn hả rồi đi đánh tao mua ba lon bia xong rồi mua cái bánh mì nóng đàng hoàng ai mua ở dưới hấp ngon mình nó nguội lên tới đây nó nguội rồi dạ rồi bây giờ đi cúng ba bên quận 8 á dạ rồi chạy qua bển ngày hôm thứ bảy thì thấy đi với Linh Tý qua bển quay bên quận 8 cũng có coi nói điện tài sao điện không được thôi dạ. Thường ở nhà chị Nga chị rất hay là nằm mơ thấy cô Huệ nè hồi trước thấy cô Huệ á thèm với chị có mua đồ cúng đem theo nè mua cà phê mua đồ dạ ở lát đi mua trái cây đem theo nữa đi nha ở là mình dạ giờ dạ, chúc hai chị sức khỏe nha dạ. Cảm ơn chị cảm ơn anh nha rồi dạ ba anh ba chị à, cái nhà thì đó là chị Nga ở Củ Chi ha chị rất là hâm mộ chú Năm, chị thường hay lên mộ cúng chú Năm bia nó ngọt cả nhà. Thì chị nằm mơ chị thấy chú Năm như vậy nên là chị mua bia lên cúng. Rồi hôm nay chị đi ngang chị lại ghé thắp hương ghé để ủng hộ Hồng Loan thêm đồ ăn khô bò ha. Cả nhà. Rất là quý luôn của chú anh chị. Chị cũng có gửi em 200 ngàn này em sẽ cất ở đây khi nào có dịp lên mộ thì em sẽ trao cho cô gái em hoặc là mình mua cái gì đó cho cô gái em một hoàn cảnh rất là khó khăn ở gần mộ của chú Năm ha cô chú anh chị. À, đây, con gấu cả nhà. Nhiều cô chú anh chị hỏi em con gấu còn không thì con gấu vẫn treo lủng lẳng ở chục cũ nha cô chú anh chị. À, vẫn còn nguyên ha cô chú vậy ha. À, thì thôi có lẽ là em xin phép khép lại video ở đây. Chúc cả nhà mình ngày mới vui vẻ và yêu thương em. Like chia sẻ đăng ký kênh ủng hộ em nha cả nhà. Chào tạm biệt hẹn gặp lại cô chú anh chị mình trong video tiếp theo nha.